Chào mọi người, hôm nay mình sẽ đi Sài Gòn. Từ Phú Mỹ đi Sài Gòn mất hơn 2 giờ đồng hồ. Đây là phà cắt lái kết nối giữa Nhân Trạch sang Thủ Đức, con đường quen thuộc mà mình hay đi. Bởi vì nó không có kẹt xe, ít khói bụi và xe lớn, phà cắt lái mở cửa 24/24 nên mọi người có thể đi thoải mái. Từ 4.000 một người và 5.000 cho hai người dành cho xe máy. Mình có thể vừa đi vừa ngắm cảnh. Cây cầu đằng kia là cầu Phú Mỹ kết nối giữa Cát Lái và quận 7. Ở đây có cảng Cát Lái lớn nên mọi người có thể thấy có rất là nhiều tàu hàng lớn chạy qua lại. Thời tiết hôm nay rất là mát mẻ và dễ chịu luôn nha. Bây giờ thì mình đã đến trung tâm Sài Gòn. Mời mọi người cùng mình tham quan Sài Gòn có gì nhé. Đây là cái cầu Ba Son, hay được gọi là cầu Thủ Thiêm 2, khởi công xây dựng năm 2015 và thông xe 2022. Cầu kết nối đô thị mới Thủ Thiêm và là quận nhất. Về đêm chúng ta có thể ngắm Sài Gòn rất là đẹp từ view này. Mọi người đã ăn thử phở 24 chưa? Phở chỗ này rất là ngon nhưng mà mình đã chọn cơm tấm. Thì đồ ăn ngon, không gian quán sạch sẽ và gọn gàng. Lúc nào đến thì mình cũng chọn nước mía lâu để giải khát nè. Vì hôm nay là đến buổi trưa nên khách khá là đông luôn nè. Thịt ướp rất là đậm đà, nước chấm cũng khá là ngon. Uống kèm với nước mía lâu vị ngọt nhẹ thì rất là hợp luôn. Mọi người nhớ ghé khi đến Sài Gòn nhé. Bây giờ thì mình sẽ dắt các bạn đi đường sách nha, cùng đi với mình qua bên đường sách. Mình thấy đường sách hôm nay khá là vắng vẻ luôn, chắc mọi người đang làm việc, tại vì mình đang đi trong giờ làm việc đó, mà trời mới có một cơn mưa nhẹ xong. Phía xa là Dinh Độc Lập đó mọi người. Trước mặt mình là nhà thờ Đức Bà, được tọa lạc tại số 1 công xã Paris, quận nhất. Thì nổi bật với kiến trúc Pháp cổ nè, hoàn thành vào năm 1880, là nơi thu hút hàng triệu lượt khách du lịch luôn á mọi người. Còn đây là một chiếc bánh mà tuổi thơ ai cũng đã từng ăn, đó chính là bánh tổ ong. Chú còn bán bánh chén, bánh bông lan và bánh chuối nướng, mọi người hãy ủng hộ chú. Xe bán bánh trước đường sách nhé mọi người. Còn đây là đường sách thành phố Hồ Chí Minh nè, tọa lạc tại đường Nguyễn Văn Bình, Bến Nghé, quận nhất. Nơi đây giúp mọi người có thể thỏa mãn niềm đam mê với sách nè, là nơi giao lưu, gặp gỡ, thư giãn và chụp hình sống ảo. Thời gian mở cửa từ 8 giờ cho tới 21 giờ các ngày trong tuần và từ 8 giờ cho tới 21 giờ 30 thứ bảy trưa hàng tuần. Ngoài sách ra, bạn còn được nhìn ngắm những bức tranh đầy nghệ thuật độc đáo. Còn có nhiều quà lưu niệm rất là dễ thương, mời mọi người đi dạo với mình nha. Và đây là khu vực trưng bày các bức tranh nghệ thuật với chủ đề hôm nay là sắc màu thời gian.
Hiện tại thì đường sách này rất vắng và rất là thoải mái. Mọi người có thể tha hồ sống ảo và trải nghiệm luôn nha. Bên cạnh đó thì mọi người còn có thể thưởng thức những ly cà phê khá là ngon cùng với những trang sách và tâm tình cùng bạn bè. Và đây là một góc sân vui chơi dành cho trẻ em. Mình thấy mấy cái quà lưu niệm này khá là đẹp. Còn mấy cái bưu thiếp này cũng khá là cưng nè. Mọi người có thể mua làm quà là bao đẹp luôn. Mấy cái sticker món ăn Việt Nam cũng xinh quá nè mọi người. Mua về dán vào sách hoặc là notebook khá là đẹp. Mẫu mã rất là đa dạng, từ các món ăn đường phố đến tranh nghệ thuật và danh lam thắng cảnh. Giá chỉ từ vài chục ngàn cho tới vài trăm ngàn cho một sản phẩm thôi nha. Hiện tại thì mình đã đi đến cuối đường sách rồi, tiếp theo thì mình sẽ dắt các bạn qua bưu điện thành phố. Bưu điện thành phố thì nằm kế bên đường sách luôn nha mọi người. Là một trong những cái công trình khá là nổi bật tại Sài Gòn luôn, với lối kiến trúc phục hưng khá hoàn thiện mỹ tinh tế, kết hợp giữa phong cách châu Âu và châu Á thì khá là nghệ thuật và phóng khoáng, đã giúp nơi đây thu hút lượng khách du lịch đông đúc mỗi năm. Bên trong thì với thiết kế mái vòm rộng thông thoáng và mát mẻ, sự hoài cổ luôn hiện diện qua đôi mắt của du khách. Tại đây bạn có thể nhìn thấy những cái hòm thư cổ nè, bốt điện thoại, các đồ lưu niệm như là tem hay là thư xưa. Mọi người có thể mua quà lưu niệm nào và tem thư dành tặng cho những người thân yêu nhé. Mấy cái quà lưu niệm này giá chỉ có 25.000 một cái thôi. Lại là một chiếc sticker văn hóa Sài Gòn. Còn đây là bộ sưu tập đồng tiền Việt Nam với giá là 90.000. Ở đây có đồng 5.000, 2.000 và 200 đồng. Bên cạnh đó thì cũng có một cái khu vực quà lưu niệm khác, cũng nằm bên trong bưu điện thành phố. Rất là nhiều loại quà khác nhau, ví dụ như là nón lá, quần áo hoặc là tượng. Mọi người vào trong với mình nha, để mình quay bên trong cho các bạn xem. Đây là một chiếc xích lô cô gánh hàng rong. Mấy cái này cả móc khóa đó các bạn. Đây là hình bánh mì Việt Nam, biểu tượng chợ Bến Thành, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Sẵn tiện thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người, tại đây có thể tham quan thành phố bằng xe bus, giá vé City Tour chỉ 149.000 một người thôi nè. Mọi người thấy đó, tại đây có rất là nhiều chim bồ câu luôn nha. Thu hút đông đúc du khách đến tham quan nè. Một mô hình kinh doanh cũng khá là hay. Thật thú vị khi mà khách có thể chơi đùa cùng với bồ câu giữa cái lòng thành phố nhộn nhịp như thế này. Chị.
cách nha, giữ em chị chụp cho ông Tâm thì em đi. Chị Thúy. Một phần thức ăn là hạt á, mình dành cho chim bồ câu sẽ là 20.000 đồng. Ở đây có quá trời chim bồ câu luôn này mà. Chắc khoảng trên 100 con. Cái này người ta nuôi xong rồi ở đây có một cái cô bán đồ ăn cho khách du lịch người ta tới. Người ta tham quan rồi người ta cho mấy con bồ câu này ăn. Ở đây là quận nhất nha, đối diện với lại nhà thờ Đức Bà. Thì nếu như mọi người có tới Sài Gòn tham quan thì có thể ra đây để chơi với lại mấy con bồ câu nha. Đi vòng vòng thì mình thấy cũng khát nước rồi nên mình đã ghé Cantinet uống. Một thương hiệu cũng khá nổi tiếng tại Sài Gòn nha mọi người, nơi yêu thích dành cho giới trẻ Gen Z. Nổi tiếng với các loại trà và cà phê nè. Quán thiết kế rất là đẹp và sang trọng. Còn trưng bày khá là nhiều sản phẩm xinh xinh mọi người có thể mua. Có rất nhiều hệ thống trên địa bàn thành phố luôn. Hãy ghé và trải nghiệm thương hiệu này thử nha mọi người. Sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Tại đây thì mình thấy cái vị trà nó đậm đà, thơm ngon nè. Còn bánh thì cũng được, không quá là xuất sắc. Cantinet ở đây diện tích khá là nhỏ luôn nha. Chỗ ngồi rất là ít. Mình khuyên các bạn nên đến vào buổi tối. Cái khu outside rất là rộng, thông thoáng, thoải mái luôn. Mặc sức mà ngồi tám mà ngắm thành phố về đêm. Bây giờ mình ngồi đây uống thì mình thấy có khá là nhiều đơn hàng được đặt qua các app như Grab, Shopee, Delivery, Food Delivery gì đó. Có một cái lượng khách khá là đông đảo luôn mọi người. Bây giờ mình sẽ đi qua sân bay Tân Sơn Nhất. Mọi người đi chơi với mình nha. Mình qua đây đi gửi đồ cho người quen. Sẵn tiện quay xung quanh cho mọi người xem luôn nè. Cái cột cao ở đằng đó đó là đài kiểm soát không lưu, hay còn gọi là tháp chỉ huy TWR. Nhiệm vụ chính là cái kiểm soát việc lưu thông máy bay phía trên trong khu vực sân bay và vùng phụ cận sân bay, người, xe cộ, phương tiện hoạt động trong khu vực hoạt động. Hiện tại thì mình thấy khách du lịch nè, Việt kiều hồi hương cũng sẽ rất là ít, thường đông vào thời điểm như là hè hoặc là Tết Việt Nam. Còn dưới đây là khu vực đón người thân, trên đây là nơi tiễn người thân đi. Hôm nay ga đi trong nước khá là đông luôn mọi người, đang đứng trước quầy Pacific Airlines. Tại đây thì có cái dịch vụ quấn hành lý này mọi người, một lần quấn là 50.000. Quấn như thế này vận chuyển đi nó sẽ rất là an toàn cho hàng hóa của mình luôn nha. Sợ mình. Còn đây là bò viên và gỏi thi thi thì mình thấy cũng được, không có quá ngon. Có thể món này không hợp gu của mình. Mình thấy mấy cái vị mà gỏi gốc Thái ngon, có vị riêng nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi về lại Phú Mỹ. Thấy ở đây có 7-Eleven, nó ở tầng B của khu gửi xe, nên mình đã đi xuống, mình kiếm cái gì ăn. Đồ ăn ở đây sẽ rẻ hơn ở bên trong ga đi và nội địa nha. Có nhiều sự lựa chọn như là mì, trà sữa, bánh, cà phê.
cơm, các loại trái cây, rau câu vân vân. Đồ ăn rất là đa dạng để mọi người có thể chọn lựa luôn á. Mình đã mua một chiếc bánh mì que pate gà giá 14.000 một chiếc và một hũ rau câu dừa. Vì siêu thị 7-Eleven này nằm ở góc khuất nên rất là ít khách hàng, chỉ toàn là thấy nhân viên khu sân bay thôi. Nếu mọi người chuẩn bị đi sân bay thì mình có thể để cái bụng đói và tới đây ăn uống nha. Đồ ăn rất là ngon và giá rất là ok luôn. Rẻ hơn ở trong khu vực ở phía trong rất là nhiều. Bánh mì thì được quay lại nên ăn giòn rất là ngon. Mời mọi người ăn với mình nha. Ăn bánh mì xong thì mình chiến hũ rau câu dừa này luôn. Giòn giòn sực sực thiệt là thú vị nha mọi người. Cái rau câu dừa này ăn cũng ngon đó mọi người. Ăn xong thì mình đi về nhà thôi nè. Hy vọng mọi người sẽ thích cái video này, ủng hộ mình bằng cách like và bấm theo dõi để xem những video tiếp theo nhé. Đây là Sài Gòn by Night, Night View from Thủ Thiêm Bridge. Về đêm chụp ảnh từ góc này cũng rất là đẹp luôn mọi người. Thanks for watching, see you soon.